có bao giờ bạn đã từng ngắm mưa rơi và cảm thấy chạnh lòng vì cảm giác cô đơn và không ai hiểu mình chăng? Cái cảm giác lạnh lạnh và trống trải đó thật đáng sợ và khó diễn tả hết thành lời, phải không bạn? Đôi khi bạn ước gì có một ai đó đến bên cạnh bạn lúc này chỉ để ngồi lắng nghe hết tất cả những gì mà bạn đang chất chứa trong lòng đã bấy lâu nay. Nhưng trong cái xã hội hiện đại đầy bận rộn ngày nay, thật khó để tìm ra được một người thật thích hợp để sẵn sàng lắng nghe bạn một cách vô điều kiện trong những phút cô đơn này. Nhưng tôi có một tin vui dành cho bạn. Đức Chúa Giêsu là người bạn tốt nhất mà bạn có thể có được trong cuộc đời ngắn ngủi này. Ngài phán rằng, ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm, nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Tin lành Giăng đoạn 15 câu 15. Bạn đã cảm thấy thế nào nếu có một đấng vĩ đại như Đức Chúa Giêsu gọi bạn là bạn hữu của Ngài? Bạn có biết rằng Ngài hiểu rõ con người của bạn còn nhiều hơn bạn biết về chính mình không? Bạn có biết rằng Ngài đang khao khát được nói chuyện với bạn còn nhiều hơn là bạn đang khao khát gặp Ngài không? Chúa yêu thương bạn và Ngài quan tâm đến bạn. Hãy quyết định cầu nguyện với Chúa trong ngày hôm nay và gia nhập ngay buổi nhóm thanh niên của Hội Thánh gần chỗ bạn ở để họ có thể giúp đỡ bạn biết về Ngài nhiều hơn. Tại đó, sẽ có nhiều người bạn tốt mà Chúa đã sắm sẵn dành cho bạn, để qua đó bạn được tăng trưởng trong đời sống tâm linh và không còn cảm thấy cô đơn trong cuộc đời phù du này nữa.